Cái điểm này là điểm chết, điểm mình biết. Mạnh tay không hay là gì? Vừa vừa nó làm mạnh quá nó chạy ra hoặc là nó ấy, nhưng mà làm mấy cái này nhớ đừng có để móng tay. Cái cạnh móng nó làm cho da mình nó chạy. Nó cắt đứt da của bệnh nhân. Ghê cái ánh đường. Cái này mình tự làm đấy. Ở bên Mỹ cô có đi massage kiểu này không cô? Không, tại con không có bị bệnh, con không có đi. Dạ. Có, họ có làm nhưng mà con không có đi. Bị bệnh là ngon. Dạ. Miết cái dùng cái. Rồi, con chào cô. Cô ơi, hôm nay cô tới đây để là trị bệnh à cô? Dạ. Cô ơi, tại sao cô lại biết cái địa điểm này? Cô cũng nghe bạn bè chỉ. Bạn bè chỉ. Cũng rất nhiều người đi tới đây trị bệnh. À, nhiều người tới đây trị bệnh rồi. Thì cô, quê cô ở đâu hả cô? Quê cô ở dưới chỗ Tiền Giang. Cũng à, tức là cô cũng cùng ở Tiền Giang đây. Là cách đây xa không cô? Dạ. Xa là cách khoảng bao nhiêu cây rồi cô? Mười mấy 20 cây mà cô nghe bạn bè giới thiệu. Thì cô có thể cho cô cho con hỏi là cô tên gì ạ? À? Cô Nề. À, cô năm nay bao nhiêu tuổi hả cô? Cô 59 tuổi. Và cô bị bệnh gì? Dạ. Đầu nó lên lên, cô uống thuốc thì nó đỡ, còn nó không uống thuốc thì nó chao đảo, nó bị trở lại. Dạ. Và đây là mở cái chú massage đầu cho cô, với lại chạy hai cái chân, rồi cô có cảm giác là tháo nó nhẹ, nó khỏe. Dạ, tức là cô đã chữa ở đây lần nào chưa? Cô đi khoảng cũng cả năm ạ. Dạ. Rồi cái cô gì công việc ấy, rồi cô không có tới được. Dạ. Và nhưng mà ý con hỏi là cô tới đây là lần thứ mấy rồi? Hôm nay là lần đầu tiên. À. Đi cách này khoảng 1 năm. Dạ, tức là bữa hôm nay là lần đầu tiên cô tới đây. Dạ dạ vâng. Được rồi, thì coi hy vọng là cô sẽ sớm khỏi bệnh. Rồi con cảm ơn cô nhé. Dạ, con chào cô ạ. Ở đây á hả, bệnh nhân họ càng ngày càng tăng, có khi lên đến 150. 150 bệnh nhân. Dạ. Dạ. Từ sáng cho tới chiều cả 150 bệnh nhân luôn, thầy Tú bơ vào hết luôn. Cảm ơn cứu bồ cơ. Mình chạy chở xe cho anh Sơn này nè. Với lại cô quanh này xuống hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân đây. Dạ. Quá hiệu nghĩa. Dạ, trong lúc đó cảm hộ tống. Dạ. Con ủng hộ luôn. Ủng hộ luôn kìa. Dạ. Sư cô cho con hỏi vì cũng có nhiều người có thể lần đầu tiên bây giờ mới coi đến cái đoạn phim này, thì những bệnh nhân mà tới đây điều trị cũng như là chữa bệnh thì có phải trả bất cứ cái khoản phí nào không sư cô? Dạ. Dạ. Cô gần á thì cô mua, rồi có khi á cô hết tiền thì cô xin tiền cô mua. Dạ, hoàn toàn miễn phí. Tức là cô mua các cái nguyên vật liệu để thì trong đoàn này quý chú đi thì mấy chú cũng có ủng hộ. Dạ. Cái dụng cụ gì mà thiếu chút vậy là mấy chú tự mua. Dạ dạ. Dạ. Vậy là các Phật mọi người tới mà có bệnh thì tới là được chữa miễn phí. Dạ. Dựa theo cái công đức của các Phật tử hoặc là những mạnh thường quân khác hỗ trợ đúng không ạ? Còn thêm một cái nữa là thuốc rượu á chú. Dạ. Thì nói là cô tự mua, nhưng mà mỗi lần mua thuốc rượu á là cô mua cũng rất là nhiều tiền, 3-4 triệu lận. Thì dạ. Bắt đầu cô kêu gọi. Dạ. Cô kêu gọi người chút chứ. Dạ. Cô không có lấy tiền bệnh nhân, nhưng dạ. Mà cô kêu gọi người chút. Dạ. Dạ. Nào ủng hộ nhân vậy chứ không đã. Dạ dạ.
Rồi, và cho con hỏi là tới thì mình có phải đăng ký hay gì không sư cô? Dạ, đông quá rồi mình phải bắt số chứ. Đông quá thì bốc dạ, số. Dạ. Đông quá bắt số, có khi á bệnh nhân đợi lâu quá, cô nấu cơm, cô vô cơm hộp rồi cô đãi hát cơm hộp, chị dùng cơm hộp rồi ngồi đợi trị bệnh luôn. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn sư cô ạ. Dạ, dạ. Cái này có cái gì mà cái linh hơn chút. Cái này thì nó thiếu cái bộ nó chỉ bán cho mình đó mà còn chỉ có hai cái này thôi. Dạ. 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 Cái này mình phải mua thêm. Cái này bán không tặng luôn. Đang tặng mà chưa về. Cô ơi, bây giờ con xin nói là bây giờ có một chị Dung ở Úc chỉ cũng hỗ trợ cho mấy tấm thảm để nằm cho cái lưng. Nhưng mà bây giờ mình đặt hàng nước ngoài chưa về tới. Thì trong vòng một tuần hay là tuần tới nữa thì có thì con sẽ dạ, còn cái này công dụng sao anh nói đi. Dạ chú chỉ giùm chú. Mấy cái này thì trong này nó cũng có cái bản hướng dẫn này hết rồi. Cái, nào còn, cái này nè, hiện giờ này cái này cái lưng nè, nè đây nè, bao thắt lưng. Còn cái này thì bao quần. Nó chỉ mình cái này chưa biết giá. Giá có cao lắm không chú? Chắc cao à. Bởi cái này. Cái máy là mấy triệu thì cái này cái chắc cũng không cái mua. Cái này là mười mấy triệu hả chú? Dạ. Mà cái này cao hơn cái đó nữa hả? Không có mấy bộ phận này thì không đến nổi cao vậy đâu. Chú Dương với chị Thảo ơi, niệm Phật phụ mua hộ cái này phụ giùm con. Dạ. Đi. À, cái dạ. Nệm mà cái đó, lưng đúng không? Cái đó đang đặt hàng. Cái lưng này, cái này là dạ, tay. Đang đặt hàng mà chưa về tới. Là cái mà chị Thảo nói đó. Dạ, dạ. Trong dạ. Trong tuần tới nếu mà có sớm thì con chuyển về sớm cho con. Dạ. Dạ, dạ. Rồi cái dụng cụ này là của cái này. Cái bộ phận trên này là của cái này. Dạ, dạ. Rồi cái này. Cái này dưới này chưa có nè, phần dưới này chưa có nè. Là nguyên phần này. À rồi A Di Đà Phật. Chị Thảo ráng cố gắng ủng hộ cho chị Thảo. Dạ, dạ, dạ. Nói chú Dương nè, nói chú Dương. Dạ. Chú Dương ơi, cố gắng nha chú Dương. Dạ. Chú Dương hứa khả đi cho thầy thuốc dưới này nhẹ. Cô đang suy nghĩ là không biết có cái thuốc gì đắp á. Cái dạng như mình nằm sắp xuống cái thuốc bột đó. À, cái bịch thuốc bột đó đắp anh nói cô nè. Đắp cho bớt. Thầy thuốc bớt tắm. Cái bịch thuốc bột tới chiều người nào nấy mệt lắm. Đắp cho anh chỉ dùng cô. Dạ. Cái bịch thuốc bột đó. Chú vừa làm cô hỏi chút xíu này. À, có nhiều vậy á, chỉ cô á là về bên cái thuốc mà như thuốc nam mà mình tìm ở vòng vòng ở đây để mình dài á. Dạ, chẳng hạn thuốc như, đắp dạ, được ha. Dạ, chẳng hạn như là cái cây thuốc cú, xương rồng tay thỏ, lá ngũ trảo, cái gì nữa, cái cây bông nắp đó chú biết không? Cây bông nách thì không biết. Dạ. Cái cây bông á, cái lá nó thon thon như lá khế nhưng mà nó có cái bông ở ngay cái nách. Thì mấy vị thầy thuốc nam á chỉ cái lá đó cũng đắp rất là hay. Dạ. Cái lá nó giống tự cái lá nó chút giống xíu vậy. Cô đi hái chút xíu cô ra vườn cô hái. Nhưng mà nó cũng có dọc hộp nó nằm ở chỗ sống phải không? Dạ không, đó không phải, cái đó là cây cái cây đó gọi là cái cây gió đẻ. Không phải. Cây này cây lớn mà. Vậy hả? Để lát ra vườn cô hái. Chú những cái cây mà cô đưa ra đó là đúng là cái vị đắp. Dạ, nó nhiều lắm, đắp dạ. Thì nó nhiều lắm. À, rồi, cô muốn còn góp ý vô cái vị thuốc gì mà để mình để vô thi. À, cái chỗ nào bị đau á. Cái ngải tím, cô biết không? Ngải tím, dạ không. Cây ngải tím hả chú? Dạ, cây lá giống như lá rừng, tím giữa nó có cái sọc. Dạ. Dạ, không. Thấy em nè. Cô bao nhiêu bạn cho cô? Cái thuốc bắt gì mà để quà với... mấy cái gì đó để đắp. Cái đó thì dễ rồi, cái thuốc bắc thì dễ rồi. Dạ, thuốc bắc là gì? Thuốc gì chú? À, hồng hoa. Hồng hoa. Hồng hoa. Rồi quyết tuyệt. Quyết giác. Không có. Bình lên trưởng hình. Lên đẹp rồi. Xào nóng
đẹp gái lên lửa. Chị cảm thấy dễ chịu không chị? Dạ dễ chịu lắm. Dạ. Đây chị bị giãn tinh mạch chân á. Dạ. Rồi cái này làm mỏi máy. À, lúc trước chị có làm rồi một tuần. Chị thấy cái máy này chị thích liền, chị biết dạ. lên. Dạ. 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 Chị có biết qua cái máy này rồi. Và chị từng bị giãn tinh mạch chân. Dạ dạ. Chị thấy cái đem được cái máy này về là chị mừng. Dạ. Đây chị đi nấu cơm công quả cho chùa đó. Dạ. Chị bị tê chân hoài. Dạ. Bị thoát vị đi đường đó. Dạ. Cái máy này. Thấy mừng quá chị. Dạ. Năm nay chị nhiêu tuổi rồi chị? Chị 56 tuổi. 56 tuổi. Yeah. Đây các cái chế độ khác nhau. À, đây là. Ờ. Vậy á. Ở đây chân này. Đây 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 có nhìn thấy rồi. Đây chân. Thôi. Lên nữa. Đây này em bấm vậy nè. Dạ đây. Đây cứ bấm đây. Lên nó xem đi. Bây giờ tắt lại luôn ha. Dạ dạ. Cứ tắt ha. Dạ. Bây giờ khởi động lại nè. Dạ. Rồi bắt đầu A là cái này mình chọn một cái B. Vâng. Là độ mạnh này đúng không? Lên độ mạnh. Còn bây giờ dạ. Còn cái này là cái độ hoàn toàn xoay vòng toàn bộ chân. Dạ rồi. Dạ. Xì hết luôn. Bây giờ tắt đi là cái đây. Dạ nó đang ở phía đây bây giờ tắt rồi. Dạ. Dạ. Cái này là chế độ A là nhẹ, nó có dạ. một gạch thôi, B là lên nó hai gạch, B là nó lên hai gạch này. Vâng. Rồi nó lên, lên từ từ là tới bốn gạch. Thì dạ. nếu mình không chờ chế độ này thì mình sẽ bấm thẳng qua này luôn. Vâng. Khi mình vô á, bấm chế thẳng qua này luôn. Này giờ chị tắt đi thì qua chế độ này thẳng luôn nha. Dạ. Nhà nó đang gì nè, nó đang là chế độ B nè. Dạ. Chế độ B có nghĩa là nó làm từng phần từng phần. Vâng. Còn cái kia thì nó tự động luôn. Dạ. Tự động nó làm cho mình luôn. Dạ. Nó sẽ bơm hơi vô. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Năm chút xíu thôi nha, mới than trận. Rồi. Rồi đó, trước nhất là mình đeo cái hai cái ống quần vô. Này dễ rồi. Cái này chị đau gì anh? Nhức đầu. Nhức đầu khó ngủ. Khó ngủ rồi dạng giống như rối loạn tiền đình rồi đó. Có chữa bệnh cao áp huyết không? Cao áp huyết thì sử dụng cái này. Sau khi mình do so hết cái vùng mặt rồi đầu rồi mình bắt đầu mình so vuốt xuống. Kéo từ cái giá tay, kéo nhẹ xuống. Còn muốn cho nó lẹ nữa thì mình sử dụng cái chanh. Mình cắt ra làm đôi vậy. Chà hả? Cái chà vuốt cái này. Rồi xong rồi miết hai bên cái vùng trán mình với hai vùng thái dương. Mình miết rồi. Mình cầm hai nửa cái chanh vậy mình miết rồi. Nhưng mà nhưng mình làm như vậy thì không bao lâu? Khoảng chừng 15 phút là huyết áp nó xuống cũng mấy mắt. Nhưng mà mỗi ngày làm hay là lâu lâu khi nào mình thấy nó chán dán hay khó chịu gì thì mình mới làm, hoặc là mình đo huyết áp cao thì mình làm để cho nó xuống thấp kỳ đó. Còn mà huyết áp thấp á thì mình rút ngược lại, từ cái càng mình đặt lên mình rút lên rút lên để tuột máu đó. Dạ đó là mình rút lên thì nó lại máu nó sẽ nó lên cái nào huyết áp nó sẽ lên. Còn mà nhịp tim mà nó nhanh quá, nó đập nhanh quá, hoặc là nó tức ngực, đập tức ngực, mình dùng hai cái áp vô cái nhãn cầu này, cái đèn nhẹ này cứ giữ ở đó một chút xíu, mình giữ nhẹ ra chút xíu mình ép nhẹ. Tướng Dương hay nói đây là Việt Kiều bên Mỹ về chữa bệnh. Dạ vâng, đây là Việt Kiều bên Mỹ về chữa bệnh. Cô ở tiểu bang nào? Cô tên Lan. Cô tên Lan. Tiểu bang Texas. Thành phố Houston. Là tim nó đập chậm. Đó. Nhịp tim mà nhanh quá mình ép nó về hồi là cô có cảm giác gì cô nói nhá. Nó nhức đầu thì thường thường cao huyết áp thì nó làm cho mình nhức đầu. Đúng hoặc rồi, là nóng lên.
huyết áp nó tụt nó cũng làm cho mình nhức đầu chóng mặt, huyết áp cao luôn làm cho nhức đầu chóng mặt, cảm cúm nó cũng làm cho nhức đầu chóng mặt, nói chung là nhức đầu là nó nhiều thứ. Dạ, thì làm ngay cái tình minh hôm nay mình làm từ con chút qua cái người yêu. Mình đặt cái ngón tay nằm ở giữa, mình miết rồi. Miết bao nhiêu lần hả anh? Miết khoảng chừng 10 lần. Cái điểm này là điểm chết, điểm mình miết. Mạnh tay không hay là gì? Vừa nó làm mạnh quá nó chạy ra hoặc là nó ấy. Nhưng mà làm mấy cái này nhớ đừng có để móng tay. Cái cạnh móng nó làm cho da mình nó chạy. Nó cắt đứt da của bệnh nhân. Ghê cái ánh đường. Cái này mình tự làm đấy. Ở bên Mỹ cô có đi massage kiểu này không cô? Không, tại con không có bị bệnh, con không có đi. Dạ. Có, họ có làm nhưng mà con không có đi. Bị bệnh là ngon. Dạ. Miết cái vùng trán. Rồi sau đó mình dùng hai ngón trỏ mình nhấn vô cái thái dương dây, nhấn từ nhẹ cho tới mạnh, xong rồi mình nhả ra từ nhẹ mạnh cho tới nhẹ cho bạn, rồi dây tiếp. Mỗi động tác mình làm 5 đến 10 cái thôi. À, dây nhấn này, nhẹ là thả ra, rồi dây tiếp theo chiều kia mình nhả. Nhắn. Nhẹ. Còn mình biết làm cho nó rung thì mình tạo cho nó rung. Rung khó quá, rung khó là bị khó. Cái động tác này khó. Động tác này khó làm đấy. Massage bằng điện phải không anh? Đưa kim vô đó. À, mình bấm ngay cái bắp hỏi. À, cái tay mình để ngay cái đỉnh đầu tay. Còn cuồng tâm nhĩ á, đặt vô cái này. Đặt cái hai ngón tay trái mình đặt vô cái bắp hỏi ha. Bấm. Này nó đã à. Nó rung hết cái trên cái gần thái dương của mình. Rồi sau đó mình cào cho nó giãn cái cơ đầu ra. Cho mấy cái mạch ra. Dạ, cho nó giãn mạch máu ra, cho mình giãn cơ đầu. Mình mắt ngủ rồi mình hai ngón giữa rồi mình chọc vô cái an viên. Bấm nhẹ vô. Để đi xem dưới này. Dưới trái tay, Dây. Xong cũng bấm. Đấy, chị lên YouTube Sài Gòn ngày nay chị coi là có. Chị lên tước cho em ha. Áo em về đó đầu chị vô. Rồi, dây rồi. Dạ. Mình làm này chút xíu buồn ngủ vậy. Mình làm bao nhiêu lần có hiệu quả cái bóng ngủ ha nè. Làm nữa là tối nó ngủ dễ rồi. Mấy động tác mình làm mấy động tác? Mấy cái này là dưới cái hầm, cái tiểu não của mình. Cái tiểu não mình cào nó căng quá không ngủ được. Nếu căng nữa thì mình thích huyết, có nghĩa là mình chích cho nó ra máu. Gọi là thích huyết, chích cho nó ra máu để cho nó giảm cấp được cái trên não. Nếu mà chứ thích huyết nữa là quá nặng rồi. Cái đó là quá nặng rồi. Cô có bị cao huyết áp không con? Cô có bị đấy. Cho thử. Mình bấm cái phong trì phong thủ rồi nha. Kim đậu. Cô sao thấy hai chân cô sao cô? Quá con. Đỏ 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 đỏ. Gió yêu nữa. Muốn buồn ngủ rồi đó.
mát mẻ ngủ đã. Có thêm cái phun sương nữa. Cái lượng máy chưa dày là mình thấy chèn xuồng rồi. Không có cái nào mà nặng quá. Có 200 cái chèn xuồng rồi. Phải từ từ đi, từ từ. Dạ, dạ, rồi sáng cô đi có mỏi chân. Dạ. Mà giờ sao ạ? Dạ, bây giờ cái máy này là mà phải nói là dùng cái từ gì cô không biết, mà cô dùng cái từ là nó quá ngon. Dạ. Tuyệt vời đi con. Dạ, dạ, quá tuyệt vời luôn. Dạ. Dạ. Cô mỏi chân bằng vậy là cô rất là nghe nó nhẹ cái đôi chân rồi đó. Dạ, dạ. Dạ. Chắc niệm Phật cầu cứu chú Tấn Dương với chị Thảo hỗ trợ. Không có mạnh thường quân chứ. Dạ. Dạ, mình không có quen ai thì mình nói hai tên như vậy. Dạ. Dạ. Nhờ chú với chị Thảo kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ nhiều, vì cái lượng khách ở dưới này nhiều lắm. Dạ. Có 12 vị à, mà có 4 vị là chị 4 vị nam á. Dạ. là bấm nguyệt, còn mấy vị mấy cô nữ là đấm gừng thôi. Dạ. Dạ. Nên làm tới chiều mà cái lượng khách 150 mệt lắm. 150 người khách một ngày. Dạ. Dạ. Mà hôm nay mà có cái này nữa là cô không biết lên cái lượng khách bao nhiêu nữa. Dạ. Có khi á nhà bếp mệt lắm, chạy mệt, lo mệt lắm, nhưng mà không có thì giờ để mà mấy chú trị luôn. Dạ. Là nhà bếp phải hy sinh. Dạ. Dạ. Đó. Nên cái này giờ nó rất là hiệu quả. Dạ. Nó thay thế sức người đúng không? Dạ, dạ. Dạ. Rồi thôi, sư cô cứ hưởng thụ đi. Cô cảm thấy sao cô? Thấy khỏe lắm. Dạ. Mà cô bị đau khớp cổ gì? Hay sao? Bị cái này kêu viêm cái gì? Thoái hóa. Thoái hóa đốt sống cổ ạ. Dạ. Với lại hai cái chân bị loãng xương đó, nó nhức. Dạ. Nó nhức dữ. Khi mà xoa bóp thế thì cô thấy cảm thấy sao? Cảm thấy khỏe lắm. Dạ. Bây giờ nó mượn em nó order dùng cái máy này. À. Dạ. Dạ. Bị hồi trước xào đó, tắm chảo giật á. Dạ. Hồi xưa cô làm phụ bếp à? Xào bằng chảo giật á. Dạ. Dạ, nó bị tổn thương. Dạ. Thôi cô cứ hưởng thụ đi cô nhá. Dạ. Cô vai cô bị sao hả cô? Cô bị nhức vai. À. Cô bị nhức lâu năm chưa cô? Cũng gần cả năm. Cái mới về đây làm á, nó nhức lưng. Dạ. Nhức lưng rồi cái là đi bấm cái lưng nó hết. Dạ. Hết rồi, giờ nó cái tay, hai cái chân. Dạ. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi cô? Về nhẹ thôi được cái tay phải chứ còn phải nặng hơn tí. Tại vì mình nặng quá, mình lâu rồi phải làm vài lần lắm mới hết. Thế nhiều lắm. Rồi cái nắm hai tay cũng phải xét, hai tay nhẹ lắm. Cái tay này nhẹ lắm, còn cái tay này còn hơi quanh quanh chút. Cái tay này thì mình lâu quá mới làm. Dạ. Một lần thì vậy là khỏe. Tay này là nhẹ gì lắm. Để bữa thì tới giờ làm nó tự nhiên. Dạ, để tới đợi tới này rồi làm tiếp. Giờ đi lại đóng nặng mấy. Rồi chúc cô mau bình phục nha. Dạ, dạ. Dạ vâng, con chào cô. Dạ, dạ. Sơn lát của anh Sơn tốt lắm, cái bả dài bên đây. Lại cái bả dài bên đây nó bị bắp thịt, nó bị cứng á. Dạ. Lâu lâu cái nó bị cứng cái bả dài. Nên là xoa bóp cái nó mềm lại, xong vài tháng sau nó cứng trở lại. Nó chưa có thói quá nhưng mà nó hay bị cứng bất thịt. Ở mình đẻ mình làm nhiều đó,
bên đây mình cử động nhiều quá, về cái bắp thịt bên đó nó bị cứng. Để chạy qua đây nha, chạy qua đây là cái tay. Dạ. Hai đại đẩy lên thôi. Mình làm những người ta không nhai, mình thấy là người ta đau, người ta đau quá rồi. Mình làm như là sức, cái người bệnh đó, để làm thật sự phải. Đừng có nhai quá nhiều, nhai quá nhiều thì nó sẽ làm cho người ta đau quá rồi. Làm quá, đau quá người ta sợ. Chứ có khi nó bị xỉu nữa. Mình làm đau quá bắt đầu nó giả mồ hôi ra cái nó xỉu. Năng khúc da. Rồi, bắt đầu là xây khúc da. À, nó kêu á nghe không? Nghe nha. Đó, đó, nó kêu. Giống như là chuẩn bị để tháo cái vai ra. Kêu nó cốc cốc vậy. Dây chằng. Dây chằng nó bị sơ quá. Cái khớp mà nó đã chạm với nhau rồi thì cái tay mình dở lên nổi. Chưa đến nỗi được nổi bị liệt. Nhưng mà lâu lâu nó cứng, là sao mình thấy nắng bóp nó trở lại. Cái này thì nhẹ, nó đơn giản. Tái đụng từ nó còn đâu nữa. Thời gian áp thuốc gian. Cho nó trở về vị trí cũ. Nó có cái máy chéo bờ gà xương sống á anh Sơn. Dạ có ở trong bệnh viện. À, nó kéo cột sống cổ, dạ, kéo lưng rồi nằm lên cho nó xong rồi nó kéo kéo trên hai cái chân mình đó. Dạ. Như cái kéo cái sống cổ mình cho nó thẳng ra. Cái lưng tao đã tắt ngay đây phải không? Dạ. Ngay đây luôn. Em phải nhấn chỗ đó hoài á. Nghe đây nè. Nghe đây là nghe là năm nè. Cái lưng chị đó giờ có chụp hình đâu? Dạ không. Cái đầu thắt hàng này đang thắt hàng này nè. Dạ. Nhưng mà thỉnh thoảng nó đau rồi nó hết, đau rồi hết. Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà rồi cái đầu nó im, nó đậu nó xuống đây, nó cặp dài đây nè. Đi dài đây đúng không? Đúng. Cái đau nó tới cái mông đít của mình á. Đây xong rồi cái đầu nó nằm đây nè. Dạ đúng rồi đó. Đây là nó im thời gian, đầu nó im. Cái xương đít đó, cái xương đít đó. Dạ. Cái đau cái xương đít cái xương chậu của mình á. Dạ. À. Nghe đây thốn lắm nè. Đúng rồi. Mà bên đây không có bị bên đây. Rồi nằm nghiêng ở đây. Nằm nghiêng phải không? Lần đầu tiên đấy nha. Lần đầu tiên có hết thì kinh hơn hết hết luôn em. Không đúng vậy luôn. Mà thành ra có gì chỉ hả? Có gì? Cái nằm thoải mái.
cứ nằm thoải mái thì không có té không gì, chỉ cứ nằm thoải mái, chỉ cứ niệm Phật nha, chỉ cứ niệm Phật em làm, em làm nha. Đó. Rồi chỉ cứ niệm Phật thả lỏng, đừng gồng đừng gì hết, cứ nằm thoải mái đi nha. Thả lỏng tốt rồi đó. Cái gồng, nó ta lỏng tốt ra được, gồng không có té được thì sợ. Kéo gối qua bên này. Chứ đừng có gồng, chứ có nằm cứ niệm Phật thì sợ rồi đó. Niệm coi để có khi kêu chứ, có khi kêu chứ. Em sửa chỉ có lại cái này kêu. Chỉ cứ tập trung niệm Phật những gồng thì anh nha, nắm chặt lại, nắm chặt lại, nắm chặt lại. Cái niệm Phật thì em làm, nhưng làm thả lỏng là tốt nha, thả lỏng tốt là làm hiệu quả cao như chị. Đây các thầy thuốc thì xoa bóp bấm huyệt rồi đắp thuốc. Nghe thấy thú lắm nè, đúng không? Đúng rồi, hay để máy massage ở nhà làm chỗ đó. Thuốc này là bệnh thú gì nhất ha. Phải rung hơn máy luôn. Chị Mai thấy phê ra mắt mơ màng rồi, mắt lim dim rồi. Giang ngực ra, giang ngực ra, mình ép phụ nè, rồi túm ngực lại, giang ngực ra, túm ngực lại. Đây các thầy thuốc đang hướng dẫn thêm những kỹ thuật viên để bổ sung thêm một số những các kỹ thuật để trị bệnh cho những cái bệnh nhân. Không cũng được, không được, không được tắm tối. Không nên tắm tối. Nó rút cái nước vô nó làm cho mình tưởng bị phổi. Cái thực tế là nó bị co thắt ngay cái vùng này. Đây là những động tác tập sư cô đang hướng dẫn. Điểm cái này, cặp lên cái này, mình sắp móc nó lên, mình móc nó lên để thì mấy tay nó tê ra những cái, tê ra những cái. Nó giật luôn. Đó. Nó giật mấy con tao.
lăn. Mấy ngón tay nữa, cái cuối cùng ngón tay mình cũng giờ cũng còn. Nếu còn đau thì phải nó tất cả các liên đốt bằng nó. Mình nắm cái lóng nào mình lắc cái lóng đó. Có làm mỗi sáng lóng nào luôn. Nắm cái này lắc cái này. Nắm cái này lắc cái này. Không chết tay. Dạ. Đồng nào mà dạ. Sao? Rồi hay rồi, khỏe đâu. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi, sau đó mình lăn. Có cái này chưa làm. Bắt đầu lăn. Chỉ sao sao nó lăn kẹt đó. Nắm thì muối. Muối. Cái đó mới vừa. Cái thôi nó lạ. Xong. Mình chấm con tay ra. Nắm hết đường bàn tay vậy. Sau đó mình bóp từ từ. Từ nhẹ cho tới mạnh. Đó. Mình nắm tay cái vừa sức của người bệnh. Sau đó mình giữ lại luôn. Để cho nó thắt mạch máu lại. Nó làm cho hội tụ máu vô đây. Rồi cái đó mình buông ra. Rồi tiếp tục. Rồi nếu mình buông nữa. Anh đang suy nghĩ hả? Mà cái đó lâu lắm cô ơi, bác phê chỉ có 50.000 chế à. Cô Mỹ, dạ. Cô phát tâm là ngày mai cô sẽ cúng dường một cái máy này cho nhà chùa nữa, không dạ. Sư cô. Dạ. Tại vì sư cô nói là cái lệnh mình ở đây quá đông mà cái phòng mình thì cũng cần cỡ tối thiểu là 5 cái. Nhưng mà dạ. Tại vì mình có 2 cái máy thôi thì dạ. Cô Mỹ và gia đình cũng phát tâm lành. À, cúng dường cho sư cô một cái máy. Dạ. Rồi. Rồi cầm. Hy vọng là 2 cái máy nữa. Dạ dạ. Chị nào có quan tâm thì cúng dường cho sư cô. Dạ rồi, cảm ơn gia đình cô Mỹ ạ. Dạ dạ. Dạ dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, hay gì là thật. Rất cảm ơn gia đình cô Mỹ nha. Dạ. Bây giờ con nói về con xin cô công đức của con, con muốn nhờ cô mọi hướng cho ông xã của con á. Ô, 15 tới giờ nó đi chờ, nó chỉ có cái con. Là cậu An á. Dạ, cậu xin á. À, được. Dạ, dạ được. Cô, dạ, dạ, cô ở đây á. Cái này là cô, cái cô, trong cái nhân viên vậy cô nói á, thì cô mới nói chứ ít có Phật tử nào biết đó. Dạ. Cái tên chú Phan Văn Vinh tới nay dạ. Cô còn cầu nguyện. Dạ. Dạ. Cô nhận được cái tên cầu siêu của ai cũng đọc từ 1 năm lên đến 2, 3 năm, 3, 4 năm. Càng biên cô cũng tên cô dạ, dạ, đúng dạ. Khi nào mà nhiều quá cô mới để ra bớt mà cô nhắm mà cô học thời kinh của cô chia sẻ được là cô hết đọc hoài đọc hoài và hướng công đức và cô kêu những cái vong linh đó mà linh thiêng nghe cái lời cô cầu khấn á là linh thiêng về chùa ở nghe kinh mà siêu thoát trong cái thời kinh của cô chỉ cầu nguyện đi dạ tại vì đà phật dạ cô á đủ sáng luôn dạ. Một. Này nè, cô chạy rồi, cô là cảm giác nó rất là, hồi nãy cô nói rồi đó. Thì cô không tâm đến cái số tiền đó, nó quá lớn. Cô đang suy nghĩ là cô sẽ bán bút phê. Dạ. Cô bán bút phê. Thì Phật tử đây hơi chịu cực chút xíu, nhưng mà cô lấy số tiền đó, cô mua cái được, này. Không biết được nửa dạ, cái không dạ. Nữa cô ơi. Giờ tại vì có 50.000 có 50.000 vé bút phê. Dạ, cô mới mong tâm là cô được một cái rồi. Dạ, dạ, dạ. Cô vô Mỹ. Dạ, dạ. Dạ, quá rồi, cảm ơn. Dạ, nhiều mình quá được cô. Dạ, dạ. Rồi. Đây đi Đà Phật, hai cô dạ.
Bây giờ thuốc mình sửa. Kìa mà cả thuốc cả không quay quay mặt trứng làm nha. Con mặt trứng làm Bye.
cô cảm nhận sao cô? 64 triệu đó cô. Có gì 3 triệu, 3 triệu đi. Đó 14 triệu á, 13 triệu 8 triệu rồi. Để là con để cái làm này.